chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Hàn Quốc lên án cử gắt trước thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga. Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc hỗ trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine sau khi có thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga để hỗ trợ chiến dịch ở Kiev. Tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS đã cáo buộc Triều Tiên gửi ít nhất 1.500 đặc nhiệm đến vùng viễn đông của Nga huấn luyện và tập thích nghi tại các căn cứ địa phương, với khả năng sẽ tham gia xung đột tại Ukraine. Hãng Reuters ngày 22 tháng 10 dẫn lời một quan chức tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol tiết lộ Seoul đang chuẩn bị cho các biện pháp ngoại giao, kinh tế và cả quân sự phù hợp với các kịch bản khác nhau của mối quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều, bao gồm cả việc gửi đến Ukraine các loại vũ khí sát thương nếu tình hình trở nên tệ hơn. Quan chức này nói, chúng tôi sẽ xem xét cung cấp các loại vũ khí với mục đích phòng thủ như một phần trong kịch bản đối phó từng bước. Nếu gọi đi quá xa, chúng tôi cũng sẽ xem xét gửi vũ khí cho mục đích tấn công. Hãng Reuters cho rằng, với vai trò là một cường quốc về sản xuất vũ khí, Hàn Quốc đang chịu áp lực từ một số nước phương Tây và Kiev cho việc cung cấp các loại vũ khí sát thương cho Ukraine. Tuy nhiên, Seoul cho đến nay vẫn chỉ cung cấp vũ khí không sát thương cho Kiev, bao gồm thiết bị giả phá bom mìn. Văn phòng của Tổng thống Jun cho biết họ sẽ xem xét lại khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi Triều Tiên và Nga ký kết thỏa thuận phòng thủ chung vào tháng 6. Quan chức tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu trên đưa ra bình luận sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc NSC tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tìm ra các biện pháp đối phó việc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Trước tình hình hiện nay, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo ngày 22 tháng 10 tuyên bố Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó theo từng giai đoạn, phù hợp với mức độ hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Đáp lại, Triều Tiên hôm 21 tháng 10 khẳng định không đưa quân đến Nga để hỗ trợ chiến dịch ở Ukraine. Trong cuộc họp của Ủy ban thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 21 tháng 10, đại diện Triều Tiên gọi cáo buộc của Hàn Quốc là tin đồn vô căn cứ, đồng thời chỉ trích Seoul bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên và phá hoại quan hệ hợp pháp, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Giới chức Nga chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất của tình báo Hàn Quốc. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10 tháng 10 khẳng định thông tin Triều Tiên gửi quân đến Ukraine là sai sự thật. Giới chức Mỹ và NATO cũng chưa thể xác nhận thông tin Triều Tiên điều động binh sĩ đến Nga. Trước căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên ngày càng leo thang, mới đây, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 18 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Ông Kim cũng cảnh báo rằng sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin về phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát tới trụ sở của quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Theo John Hap, ông Kim một lần nữa nêu ra tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh của đất nước thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu áp đảo thường trực, bao gồm răn đe hạt nhân. Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi KCNA cho biết Hiến pháp Triều Tiên xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch và từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên từng được xem là mục tiêu của quốc gia. Theo hãng tin Reuters, ông Kim cũng cho biết bản chất liên minh Hàn Quốc-Mỹ đã thay đổi và các cuộc diễn tập quân sự của hai nước này ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên phải có lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ hơn. Về việc quân đội Triều Tiên phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc trong tuần này, ông Kim cho biết điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ đóng cửa thực tế mà còn chấm dứt mối quan hệ với Seoul. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường liên triều và củng cố thêm các khu vực ở phía biên giới Triều Tiên trong nỗ lực thúc đẩy hệ thống hai nhà nước xóa bỏ mục tiêu thống nhất lâu nay. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 17 tháng 10 cho biết hiến pháp nước này định nghĩa rõ Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Theo John Hap, thông tin này cho thấy Bình Nhưỡng đã sửa đổi hiến pháp của mình theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để chính thức xác định Hàn Quốc là kẻ thù, không phải là đối tác cho hòa giải và thống nhất. Tại một cuộc họp hồi tháng 12 năm 2023, ông Kim Jong-un đã mô tả mối quan hệ liên triều là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, cũng như tuyên bố việc hòa giải hoặc thống nhất với Hàn Quốc không còn là mục tiêu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải thông tin nói trên khi đưa tin Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc hai ngày trước đó. Các công trình này từng được xem là biểu tượng quan trọng của tiến trình hòa giải liên triều nhưng hiện không còn được sử dụng. Giới quan sát cho rằng, hành động mang tính biểu tượng này của Triều Tiên nhằm phát đi thông điệp ở cả trong và ngoài nước rằng quan hệ liên triều đã hoàn toàn kết thúc. Ngoài ra, một quan chức Hàn Quốc phỏng đoán Triều Tiên có thể cho xây dựng các bức tường bê tông trên những con đường bị hư hại. Trước đó, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để củng cố vĩnh viễn biên giới phía Nam đã đóng. Theo hãng tin John Hap, Hàn Quốc đã chỉ trích động thái mới nhất của Triều Tiên trong lúc tái khẳng định sẽ phản ứng mạnh mẽ trước hành động khiêu khích mới từ Bình Nhưỡng.
căng thẳng giữa hai bên đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều động máy bay không người lái, mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bay qua thủ đô nước này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun cho biết ông không thể xác nhận cáo buộc này. Theo hãng tin Yonhap, trong tuyên bố ngày 17 tháng 10, quân đội Hàn Quốc cho biết họ sẽ không điều tra vụ chiếc máy bay không người lái UAV được cho là của Hàn Quốc bay qua thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong tháng này. Seoul cho rằng đây là một vấn đề mà Bình Nhưỡng cần làm rõ, chứ không phải Hàn Quốc. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS Lee Sung-yu nhấn mạnh không cần thiết phải điều tra chỉ vì tuyên bố của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Lee cho biết quân đội Hàn Quốc đang lưu ý đến khả năng Bình Nhưỡng sử dụng đoạn video của quân đội nước ông để báo cáo về vụ nổ các tuyến đường bộ liên triều hôm 15 tháng 10. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố những bức ảnh cho thấy một số đoạn đường phía tây Gyeongsi và phía đông Donghae bị nổ tung. Một trong các bức ảnh có vẻ giống với cảnh quay của JCS. Vụ nổ được công bố sau khi Triều Tiên nói sẽ phong tỏa biên giới vĩnh viễn với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc cho UAV bay qua Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này, đồng thời mô tả đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Hàn Quốc không xác nhận liệu nước này có gửi UAV qua Triều Tiên hay không. Hôm 15 tháng 10, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Jo-jong, tuyên bố Triều Tiên có bằng chứng rõ ràng rằng quân đội Hàn Quốc chịu trách nhiệm về các chuyến bay UAV qua biên giới, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin thêm nào. Mối quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc nín thở trước đỉnh điểm bất hòa, đối địch. Những gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là kết cục dồn tụ của cả quá trình liên tục đồng hướng từ trước đó. Nhưng chúng gây bất ngờ khi mức độ quan hệ liên triều như thể bị đẩy lùi nhiều thập kỷ. Quốc hội Triều Tiên vừa phê chuẩn sửa đổi hiến pháp để xác định rõ ràng và cụ thể Hàn Quốc là quốc gia nước ngoài thù địch. Hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nêu ra vấn đề này và sau đó Bình Nhưỡng tuyên bố chính thức từ bỏ mục tiêu vốn theo đuổi lâu nay là tái thống nhất hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên hôm 15 tháng 10 cũng cho nổ tung đoạn đường dài 60m của hai tuyến đường bộ và đường sắt được gọi là Liên Triều, tức là thông thương hai miền trên bán đảo. Lý do đưa ra là quân đội Hàn Quốc sử dụng máy bay không người lái, xâm nhập không phận Triều Tiên để giải truyền đơn. Những tuyến đường liên triều nói trên được coi là biểu tượng và hy vọng cho triển vọng tái thống nhất hai miền, cho dù chỉ sử dụng được khoảng 8 tháng ở thời điểm cách đây cũng 16 đến 17 năm. Những diễn biến vừa qua và mức độ quan hệ song phương hiện tại tạo thành đỉnh điểm mới về bất hòa và đối địch giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Chuyển sang đối địch quyết liệt công khai như thế, cho thấy cả hai bên đều đã có những điều chỉnh rất cơ bản về quan điểm, chính sách đối với nhau. Không những cho hiện tại mà còn cả về lâu dài và hai bên không còn chút tin cậy lẫn nhau nữa. Có ba nguyên do chính khiến cả hai bên chủ định và hành xử như vậy. Thứ nhất là sự thay đổi Tổng thống ở Mỹ và Hàn Quốc. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol đều cứng rắn đối với Triều Tiên hơn người tiền nhiệm của họ là Donald Trump ở Mỹ và Moon Jae-in ở Hàn Quốc. Ông Biden không tiếp nối chính sách của ông Trump và ông Yoon Suk-yeol không kế thừa chính sách của ông Moon Jae-in về Triều Tiên. Tình thế thay đổi nên phía Triều Tiên không thể không thay đổi chính sách, biện pháp ứng phó. Thứ hai, ông Yoon Suk-yeol không từ bỏ mục tiêu lâu nay của Hàn Quốc là tái thống nhất bán đảo, nhưng theo điều kiện và tiêu chí của Hàn Quốc mà phía Triều Tiên không chấp nhận. Nhà lãnh đạo này còn thúc đẩy rất mạnh mẽ mối quan hệ liên minh quân sự với Mỹ và Nhật Bản. Ông nhiều lần cảnh báo và răn đe Triều Tiên là Hàn Quốc và đồng minh luôn sẵn sàng đáp trả mọi thách thức, đe dọa hoặc khiêu khích an ninh từ phía Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh ấy, không có gì lạ khi Triều Tiên sử dụng những mô thức ứng phó và phản ứng đã trở nên kinh điển đối với họ là thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa, phóng tên lửa và vệ tinh, tuyên truyền và khẩu chiến, phô trương sức mạnh quân sự, đi vào leo thang đối địch với Mỹ và Hàn Quốc. Lý do thứ ba là cuộc xung đột Nga-Ukraine đã buộc Mỹ phải bận tâm và tạo cơ hội cho Moscow và Bình Nhưỡng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Mỹ và Hàn Quốc không thể không quan ngại, sâu sắc và tìm mọi cách để ngăn cản Nga và Triều Tiên, liên minh quân sự, quốc phòng và an ninh. Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ không để xảy ra chiến tranh với nhau, nhưng căng thẳng và đối địch sẽ còn tiếp tục gia tăng tới nhiều đỉnh điểm mới nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.